trời ơi, ngon không? Ngon không hả? Đi nữa cho tao ăn nữa. Rồi bây giờ con làm cái màu hồng, con đi làm cái màu đông nha. Còn vài ngày nữa là mình lâm bồn rồi, cho nên là tranh thủ làm những món mà Muna yêu thích. Đây là bánh tráng Doraemon, nhưng mà có hai vị luôn, vani và sô-cô-la. Mình thấy người ta nói là bỏ nước vô là được, nhưng mà mình bỏ trứng như là sữa vô nó béo và thơm ơi là thơm luôn. Hôm nào mà đi ăn sáng ngán quá thì ở nhà sẽ làm món này cho Muna, kết hợp với lại bơ đậu phộng nè, các loại trái cây và mix vào với nhau cũng khá là ngon đó. Không biết là mọi người gần xanh có hồi hộp giống mình không, chứ lần này sao mình hồi hộp còn hơn là lần xanh Muna nữa. Hồi đó làm món này với Muna nhưng mà không có thành công nha, bây giờ có kinh nghiệm hơn rồi cho nên là siêu thành công luôn. Trời ơi, đây có trái, các bạn trang trí đi. Trang trí đã Muna ăn rồi. Trang trí đi. Trang trí đi, ai lấy bánh Doraemon gì đó trang trí, muốn nhét vô cái gì thì nhét. Nghĩ lại cũng thương bà Muna thiệt, nếu mà mình sinh em bé ra thì mình cũng sẽ khá là bận rộn, không có thời gian nhiều dành cho Muna như thế này nữa. Nhưng mà được cái rất là hiểu chuyện luôn, nhân tâm lý từ lúc mà mới mang bầu cho tới bây giờ rồi, nên con cũng hiểu là khi sinh em bé ra, Muna sẽ không có nhiều thời gian với mẹ, nhưng mà sẽ chơi với ba nhiều hơn, và còn nói là sẽ phụ giúp mẹ chăm em bé nữa. Quá là yêu luôn. Ông cháu của tôi ông làm cái bánh gì á, chứ không phải là bánh Doraemon nữa, nhìn thấy ghê quá. À, con tự trang trí thì con làm đi. Làm đi chứ ba, con ăn ngoài. Nói thiệt là mình có bầu mình cũng hơi nhọc nhằn một chút xíu, đi lại khó khăn, còn không mà mình sẽ làm với Muna nhiều thứ hơn nữa. Làm bánh mà Muna yêu thích nè, hoặc là những món ăn mà con yêu thích, không biết các bà mẹ khác thì sao, chứ mà mình là mình xuyên ở nhà làm những việc đó lắm. Trời ơi, ngon không? Ngon không hả? Đi nữa cho, tao ăn nữa. Bánh Doraemon kẹp. Con trang trí là cái gì hết chứ, giỡn mà. Ngon quá vậy ta. Sạch mắt tình banh luôn, không còn miếng nào.